Và cái phòng ngày hôm nay á, nó tương đối nó trống trải. Là tại vì sao? Tại là vì BBT sắp thanh lý máy cũ. Nó là bây giờ BBT phá sản Covid rồi, nghèo quá bán mẹ hết máy cũ luôn, kiếm tiền để sao trang trải qua ngày. Ông nó viết chữ này nè, Fistiness. Fistiness là con mẹ gì? Ông quá, thằng quảng cáo này chắc lớp 3 cô giáo đai hay sao? Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn fan hâm mộ tại BBT quận 12, địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh City, phòng gym tôi đó. Và Duy đã trở lại đây sau những tháng ngày dịch, trốn dịch ở bên Bình Tân. Cái lần mà gần nhất mà Duy trở lại đây là trước dịch đợt 1, trước đợt cách ly đợt 1, trước gói 62 ngàn tỷ đó. Và bây giờ quay lại, ở ngoài kia đang dịch, trong này thì phải làm thôi. Bây giờ nó hơi phức tạp chỗ dịch. Mới tập xong nên lời nói nó còn lấp ba lấp bắp, chưa tròn vành rõ chữ, mong các bạn lượng tình tha thứ. Các bạn sẽ thấy rằng phòng gym của Duy Nguyễn tại sao hôm nay nó có những điều lạ sau đây. Việt Nam có gì lạ không? Việt Nam có gì lạ tôi không biết, nhưng BBT 12 có gì lạ không? Có cái máng. Cái máng này là một cái câu chuyện mà nó bức xúc đó, bức xúc ở trong một cái video đó, là giờ thầu mày làm thầu hay làm thợ đó, nhớ chưa? Mày làm thầu hay làm công đó, đó lắp cho anh một cái đường dây mẹ ruột gà đó, mà nó đen thùi lùi, nó chạy trong căn rồi đó, nó chạy từ đầu phòng tới cuối phòng, nóng quá chịu không nổi, lắp máng mua bù thêm tiền. Nó nói mình bù thêm tiền, nó nói anh Duy có tiền mà sẽ có tất cả đó, nó vậy đó mấy em. Máng máy lạnh đắc kinh, nằm ngựa mở lên quạt máy kết hợp với lạnh, xua tan cái lạnh đi, lạnh thấy mẹ luôn, tập không ra được mồ hôi mấy em. Đó là công trình bây giờ đẹp chưa, có cái máng. Và cái phòng ngày hôm nay á, nó tương đối nó trống trải, là tại vì sao? Tại là gì? BBT sắp thanh lý máy cũ. Đó là Duy cố tình Duy tạo một cái post trên mạng á, nói là bây giờ BBT phá sản Covid rồi, nghèo quá bán mẹ hết máy cũ luôn, kiếm tiền để sao trang trải qua ngày. Nó nên tụi nó có thông tin đồn là Duy Nguyễn sắp mở nợ phá sản vì mùa Covid gì đó, trên mạng nó hay tung. Mấy thằng thì fan của anh nó tung ghê lắm. Đó. Mà thật sự bán thiệt, bán là có thiệt, nhưng mà đằng sau câu chuyện bán là cái gì? Cuộc đời của Duy Nguyễn á, ngày nào còn trên sóng á, ngày nào còn livestream và ngày nào còn vlog á, là chỉ có thêm chứ không bớt. Wow. Thêm cái gì? Thêm xe chứ không bán xe. Có thể hiện lần cuối nha. Xe là không bao giờ bán, cũ mấy cũng bán cho thôi. Thích cho kia kìa, kìa bấm camera kìa đó, nó thích cho nó chơi. Tại sao cho nó? Tại vì ngày hôm nay nó cho Duy hai muỗng quay. Ai quay mà cho tay mà lấy con khác mày, nó thiệt đi. Quay để đâu ra? Mua hả? Mua ở đâu? Tức là của em mua, em bỏ tiền túi ra mua đúng không? Rồi nó bỏ tiền túi ra nó mua, nó cho anh hai muỗng quay isolat effort. Hồi nãy thằng Khứa kia nó cho anh một muỗng rưỡi clip nữa. Wow. Nói chung anh đi qua đây anh quay vlog đó, đồ toàn đồ cho không à, đồ xinh không à. Mà từ những thằng nhân viên thân yêu, nó làm lụng cực khổ, nó kèm BT, nó đi khách này nọ kia các kiểu, nó kiếm cái đồng tiền chân chính. Nó về nó mua sub BBT luôn, nó mua giá bán lẻ luôn, offer cho nhân viên 10% để ngày hôm nay nó cho anh. Cái muỗng này tính ra có 80 ngàn nữa mấy em. Bình là tính ra rẻ là 80 ngàn. 80 ngàn đối với Duy Nguyễn như cộng long cẳng rồi đó, nhưng mà đối với tụi nó là gì? Là những cái giờ lao động đổ mồ hôi. Đó là cái tình, cái nghĩa, đó, tình cảm. Nhiều khi mốt cái xe E250 của anh á, hỏi anh chạy banh nồi đồng luôn, anh có bán không? Không bán, thích cho nó thôi, nếu tới ngày đó nó còn làm. Đó là ví dụ thôi, thấy không? Tất cả là chỉ là ví dụ thôi. Ý anh nói là gì? Nó không có chuyện bán xe. Bây giờ đâu có thiếu tiền đâu bán xe, bán xe được nhiêu tiền? Đúng không? Mấy em đồng ý không? Bán xe, cái xe mạc của cốc của anh mua 2 tỷ 7 đó. Bây giờ á, bán đi đâu nhiêu tiền đâu? Cái thằng kia bạn anh, nó có xe S400 thường luôn, ra bán nó trả giá xuống phần nữa. Trời ơi, nó có cái xe ta mua, ví dụ như S400 thường nó mua là 4 tỷ 3, bây giờ nó bán còn 2 tỷ 3, hả, bán không ba? Nhục. Bán là nhục. Rồi, ngông mà, xương diệu đó mấy em. Không lan man nữa, quay lại chuyện chính, bán máy. Để làm chi? Để thay máy. Thay máy nào? Thay máy Mỹ. Wow. Thay máy Mỹ. Máy Mỹ này từ của tôi đó, tôi thay máy Mỹ và sau này tôi bán máy Mỹ luôn.
ông nào có tiền thì vô mua, đúng không? Ông nào có tiền thì vô mua. Máy mắc gì USA. Bởi vì Duy Nguyễn nó từng nói rồi. Ông ơi, xin lỗi bạn nha, xin lỗi bạn, đừng có bức xúc. Ồ, cái thằng công nhân á, mà cái thằng dặn ốc á, mà cái đầu trắng á, nó dặn vẫn sang cái đầu Trung Quốc. Đúng không? Hợp lý không? Tại vì sao? Tại vì cái thằng đầu trắng á, nó dặn á, lương tối thiểu 10 đô một giờ. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Trung Quốc dám trả 10 đô một giờ không? Nope. Sao dám? Đó là cái giá trị. Đó là cách marketing của tôi. Tôi marketing kiểu đó đó. Duy Nguyễn marketing kiểu đó đó, mua được mua được biến, không có nhiều. Đúng không? Cái gì cũng có giá trị của nó hết trơn á. Đồ mà có Mỹ đế bảo kê mà. Đúng không? Mỹ đế bảo kê là không có gì có thể đam Mỹ đế được cả. Chỉ có bạn có tiền mà chơi với Mỹ đế hay không thôi. Và tôi nâng cấp vàng máy toàn Mỹ đế không. Máy là phải máy top 1. Đó, máy Mỹ, mắc nhiều USA. Là sắp tới á, là khai trương hai phòng gym. Nó có thể là cùng lúc luôn nha. Quận 9 với quận 7. Là hiện tại đó là đang có 6 container 40. Wow. Máy Mỹ không. Bây giờ tôi đang đau đầu nè. Bây giờ 6 container 40 nó về không biết để đâu rồi. Đó. Giờ dưới kho ở đường 12 chật nứt. Nó kho ở đường 2 mới về một đống máy chạy bộ gì đó dưới đó. Chật nứt luôn, đông giờ nữa 6 container 40. Đó máy Mỹ mà ba, tôi nói thiệt chứ máy Mỹ đóng bao nhiêu máy tàu đâu. Cái thằng máy tàu á nó đóng là cái gì? Bắc Kinh nó kêu là cái đóng gói đó. Nó thằng máy tàu đóng như cái hòm sắt chết vậy đó. Thằng nào mua máy tàu biết đóng như cái hòm sắt chết vậy đó. Trong máy tàu nó tháo nó rã linh kiện ra từng thứ từng thứ, nó gấp lại. Mỹ đế mà không có đâu con. Mỹ đế nguyên máy để nguyên máy luôn. Đó mới nguyên tắc của Mỹ đế á là nó không cho nào ráp máy nó hết á. Nó là cái máy tao biết vậy đó để cho kỹ sư đầu trắng ráp. Nó không cho kỹ sư đầu đen ráp mấy em. Nó nói kỹ sư đầu đen ráp mất giá trị hay gì đó. Nó về nó cho mình ráp là mấy cái này nè. Tao nói láo câu nào tao mất cái máy. Ví dụ như mấy nhân viên của anh đó đã từng ráp máy. Còn có thời thằng trắng nó chưa làm. Nhưng mà đời trước có mấy thằng ráp máy. Nó chỉ được ráp mấy cái này thôi. Ráp cái gì là dặn ốc này vô. Ừ, cái này thì có thôi. Chứ còn mấy cái bộ phận này hả, nó không cho ráp. Wow. Nó đóng nguyên cái máy trên một cái pallet đó. Để nguyên cái máy thô, quấn băng keo rồi nọ, kính mít lại hết. Quấn xốp á, mấy cái xốp mà được kêu bóp đó mấy em. Lại hết, nó kỹ lắm. Bởi vậy cái thằng ship máy Mỹ rất tốn diện tích. Ừ, máy Mỹ mình mua vừa mắc, thế vừa cao. Mà về đây vừa tốn tiền ship nữa. Thí dụ như cái thằng Trung Quốc nó ship đi là 2 container thì bằng Mỹ ship 4 công. Tại nó nén lại nó rã từng món một món hết về ráp máy. Má ráp một cái máy Trung Quốc tốn một ngày. Ví dụ vậy ráp máy Mỹ tốn 10 phút. Đó là anh Duy chia sẻ thêm thôi. Còn cái chất Mỹ nhìn nó sang lắm, lên hình lên ảnh rồi nữa. Trường tồn 5 tháng mà đẳng cấp cùng thời gian. Mà sau tới là quận 12 mà chỗ này là chỗ nông thôn mà anh dám chơi máy Mỹ là thật chứ mang khùng khí nha nó làm thôi. Chứ không nào làm hết. Nó thề luôn á, nhiều khi tao nghĩ tao sao tao khùng dữ vậy trời. Đúng không? Mà tao khùng mà tao bán máy cho thằng khùng khác nữa. Thằng khùng lùng. Thằng khùng Duy Kiều á. Có nhiều máy cũ qua nó qua nó xúc giờ nó xúc vậy đó mà nhìn coi nó xúc bà cố xấu luôn. Cái phòng anh đẹp biết nhiêu giờ nó xúc miễn bên. Mày xúc cái phòng tao thì ví dụ như cái máy này để bên đây phải để bên đây cho nó để cân bằng hai bên nhìn chó đẹp. Lâu ngày quá lại gặp quận 12 nhìn thấy nóng. Nó để vậy á. Mà kỳ đó nha, tính lại má ngu ta. Tự nhiên mua mấy đất chia 8 mét ngu được có hai hàng máy xấu. Đúng không em? Má giờ gặp má đất này thêm 2 mét nó để 3 hàng bao đẹp luôn. Tự nhiên giờ để hai hàng máy được má giữa rộng thanh thang ủng. Không giờ về để thêm một hàng nữa thì nó chặt. Nhìn nó tù. Nghĩ mốt kinh nghiệm mà tao không mua đất 8 mét nữa. Đất này là 8 mét rưỡi trừ hai cái hàng gạch mỗi bên 20 là 40 coi như 8 mét đúng không? Giờ trống trải. Sắp tới là sẽ thiếu. Nhưng mà dòng nói anh nói thêm thôi. Có thể là bên quận 12 thì anh không có đầu tư cái máy dàn máy BA đâu. Cái dàn máy BA là dàn máy công nghệ mới nhất của Mỹ đang xin bản quyền sáng chế nha. Trộn nó nộp đơn lên lâu lắm. Nó làm 2 năm rồi nộp chưa được á. Nộp luôn nó hỏi nó Mỹ đó cũng khó lắm. Mấy cái tiêu chuẩn của Mỹ nó khùng sao á. Nó làm máy nó phải xin bằng sáng chế nha bà. Tức là cái máy này là nó có bằng sáng chế của nó nha. Nó không phải giỡn đâu, xuất khẩu thế giới international này nọ kia các kiểu. Mà nhập lại thị trường Mỹ rồi nè, các kiểu lưu thông này nó phải có bằng sáng chế. Nó nói rằng nó đang xin. Xin không biết xin được chưa thì không quan tâm, nhưng mà thấy bên Mỹ nó không có bán rồi đó. Đó, mà cái máy đó là cái dạng giống như là kỹ thuật khoa học thể hình. Nó hơi mới chút xíu. Mà thôi ông xin sớm đi, không Trung Quốc nó bắt chước mẫu vậy thôi à. Thằng đó đó, ủa thằng Trung Quốc nó sớm lắm. Mấy cái máy chạy bộ mà thấy cái màn hình công công không? Mấy máy chạy bộ mà cái máng công công rồi nè.
nó sản xuất ở bển nhóc luôn. Trời ơi, đúng quá, nó nghĩ gì nhái cũng được. Ghê lắm em. Nó cái dàn máy BA á, anh khẳng định với em luôn, quận 9 chắc chắn có, quận 7 chắc chắn có. Còn quận 12 á thì anh không hứa trước, có thể anh bố trí một hai cái thôi. Wow. Mà hứa là không hứa nha. Nhiều khi cũng kỳ, mấy em má Bình Tân không có, bên này có, Bình Tân nó chửi. Đúng không? Mà Bình Tân bây giờ thì có mày có tiền cũng không có chỗ để máy nữa. Nó khổ vậy đó. Bởi vậy bạn đi, bạn đẻ đông con đi, nó canh tị từng chút. Thà nó đứa thì dễ nuôi. Đó, mà đông đông là phát này canh kia canh nọ. Thôi canh khỉ gì, tống chỉ gói 3 năm vô đây đi. Tập vệ tinh luôn, muốn tập cho nào tập. Vậy không chịu. Dân Việt Nam mình khó làm ăn lắm, khó bỏ tiền kinh. Bây giờ đóng gói 3 năm nó vừa rẻ, đúng không? Nó vừa long time mà nó vừa rẻ. Ông tập nhiều chỗ nữa. Thí dụ như bữa nào quen bồ quận 9, quận 9 tập wow. Về vợ lớn quận Bình Tân, tập Bình Tân có sao đâu. Nó bị lộ, không bị lộ, không chịu. Đó là những câu chuyện vui, anh chia sẻ thêm. Còn bây giờ có một câu chuyện là rất là nóng máu. Rất là nóng máu, mấy em theo anh lên lầu đây. Chết thằng lụng với anh rồi. Đi, chỉ cho mấy em chỗ nóng máu. À, trên đường lên lầu chửi kia, giờ gan đây chửi mày. Cái này á, nó lấy tiền của anh hơn năm rồi đó mấy em. Hơn năm rồi đó. Cái này là khai trương của năm ngoái đúng không? Cuối năm ngoái đã làm này xong rồi phải khai trương. Ồ, anh ta lấy tiền hơn năm rồi đó. Mấy cái chữ này là anh ngồi nặng ốc chết bà nội anh ra mới nghĩ được mấy cái chữ này. Đó. Nhưng mà supplement này ha, body, lean, stronger, swim, training. Đúng không? Đó, training rồi xong bên kia là training, bên đây là trainer. Heo, hiếc, các kiểu, đồ muscle, đồ. Mấy chữ này anh nghĩ ra hết bà luôn rồi. Ồ, nó viết chữ này nè. Fitness. Fitness là con mẹ gì? Ông có thằng quảng cáo này chắc lớp 3 cô giáo đai hay sao. Nó nghĩ sao nó làm cái chữ này mà tao giặt nó. Trời đó mày qua mày sửa liền cho tao như mày. Ghiêm tao triệu đô viết chữ này chết mẹ tao rồi. Dạ 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 ông qua liền. Quận 9 nó lắp quảng cáo cũng xong luôn rồi. Mà cái này nó vẫn chưa sửa, thằng này lì như câu vậy. Ông mày có nghe tao nói không? Tao khách hàng tao thượng đế mà tiền tao trả chân rồi mà ta. Con chữ này mày qua mày tháo mẹ chứ y đi. Xong rồi mày liếm cho. What? Liếm cho nó bành mẹ cái keo dán gì mày nè. Xong rồi nó nhít lại. Đúng không? Ok rồi. Tự nhiên như vậy đó. Làm biết bao nhiêu người vô hỏi, fan thuyết vô hỏi. Trả lời không được nóng. Cái chỗ mà tao nóng á, muốn chửi lùng á là cái gì nữa không? Ủa, cái ở đây nè, nó không có một cái hệ máy menti. Nó vừa flash chứ nó vừa swat. Ở bên Bình Tân cũ anh chuyển qua đây anh để đây nè. Anh có hai máy vậy luôn. Đó, anh để đây một máy anh tháo sẵn từ xưa rồi, anh để trong kho đó. Cái thằng khứa đó nó mua đồ cũ. Nó qua nó mua cái máy này luôn. Ủa, nó vừa bán vừa cho nữa. Wow. Đó, xong rồi cái á, mình nói rõ ràng mà vô kho mà lấy cái đồ đó, tao tháo sẵn tao để trong đó rồi nha ông nội. Nó dạ 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 xong nữa. Cái nó rảnh quá, nó qua bên quận 12 của anh, nó tháo mẹ cái máy người ta đang tập ở đây. Má qua thấy nóng thiệt chứ ta. Nó bán máy cho luôn cái cây nữa. Cái cây đó tao mua 4 triệu mấy luôn. Cái cây dài. Cái cây thường gắn vô không có được. Cái máy đó là phải cây 3B extension. Nó phải dài ra. Đó gắn mới được. Đồ mua máy cho luôn cái cây. Cái máy cũ không lấy đâu. Ủa mà cái máy cũ là cái máy sử dụng ít hơn. Tao đã đóng tao kho kỹ, tao gói chỉ càng. Tao tính có ngày là một là tao bán, hai tao đem cho khách tao xài. Để sẵn rồi. Nó qua nó tháo cái máy này nè. Ủa mày tháo máy mày tốn công không? Mà khiêng lên khiêng xuống cái lầu được đâu lưng không? Mày làm chuyện khùng với mày. Thấy hài không? Tao bực mình cái thằng đó ghê hết ơi. Má bực thiệt, thà nó làm cái chuyện á mà hại cho tao mà lợi cho nó đó thì mình hiểu đúng không? Nó là bình thường. Còn nó làm cái chuyện hại cho tao mà cũng hại cho nó luôn mà nó cũng làm được nữa. Giải thích đi mấy em. Nên bây giờ là trong cái thời kỳ quá độ á, thằng đó nó cứ có cái tật của anh, tật cả nể, tật của anh là tật mấy cái râu ria cám lợn là nó không tâm. Nó cứ ra ngoài thị trường á, nó kiếm khách hàng, biết thằng khách hàng nào đó không biết. Nó cứ là anh vừa bán cho em cái máy này, máy cũ có ông anh này nọ kia. Mấy cái máy nào cũ của THL thì tao bán hết, tao cóc cần biết khách có xài không xài. Tại trước sau thì cũng nâng cấp thôi, anh cũng đem máy Mỹ về rồi. Đó. Cái nó cứ quà nó lấy nó tháo, nó quà nó lấy nó tháo. Nó quà nó lấy nó tháo, tháo xong rồi cứ tùm lum tùm la hết, tao mệt quá. Cái cuộc đời thì cái mẹ bán súp nó sướng bán máy nhiều luôn á. Bán súp thằng đó nó uống, nó mua con súp về nó uống vô miệng nó uống hết luôn. Nó không có còm len, nó phàn nàn gì chứ. Mua cái máy lúc thì anh ơi ốc đâu rồi. Lúc anh ơi tháo này ra ráp cho em ăn keo nha. Anh ơi có con xe ba gác nào không kêu giùm em đi, em không biết, em không biết. Không có lo cho nó từ cái cộng hành cộng rau luôn. Xong rồi á, lên mạng á,
mấy anh kia vô hỏi giật ngược giật xuôi, tưởng nó chuyện gì quan trọng lắm. Ủa, anh idol, idol ship này em hâm mộ lắm, anh có bán máy tạ không anh? Ủa, tưởng nó vô hợp đồng cũng khá khá rồi nha, có em máy 80 triệu. Không không, em mua cái cây kéo tay nha anh. Em mua cây kéo tay thôi, mày biến mẹ luôn đi mày ơi. Ủa, má vô gặp giám đốc mà nó hỏi câu nghe nhiều khi nóng quá em. Trời ơi, cái cây kéo tay á, ở trong phòng nó tập cái phòng gym của Bắc kia kìa. Ông chủ á làm cái cây gia công, hiểu không? Lấy cái miếng sắt hàng rột ra cái cây kéo. Oh my god. Nó kéo không đã hay sao á. Cái nó thấy cái cây kéo tay ở chỗ anh á đẹp. Cái nó hỏi anh có bán cây kéo tay không? Má không biết cái cây kéo tay ở đây không có. Ở đây không có cây kéo tay, nhưng mà ví dụ cái này tụi em hiểu nè. Nó gặp anh nó làm giật ngược giật xuôi. Nó hỏi mua những cái linh kiện giống vậy nè. Nó phải mua cái máy. Nó mua linh kiện vậy nè. Má tao bán cho mày cái linh kiện xong cái máy kéo bằng cái gì? Không lẽ tao làm giám đốc BBT đồ này nọ đi nhập linh kiện về bán rẻ như bán bù lon của tháng hả? Đó, nó bấy nó khổ lắm. Nhiều khi anh là giám đốc mà nó không biết, nó tưởng anh là thằng cơ khí mấy em. Nó mà nó nói là nó fan anh Di rồi, theo dõi Di lâu rồi, mà tức giả mang thiệt chứ. Nhiều khi mà tụi em đặt hoàn cảnh vô tụi em là anh, tụi em thổ huyết rồi thôi. Thôi máy cũ bức xúc vậy thôi được rồi. Nghĩ mấy em, giờ có này hay hơn nè, có vlog mới tiếp theo hay hơn nữa. Nghe nghĩ nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.